Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành bắt khẩn cấp nhóm 4 đối tượng có hành vi trộm cắp lan tại một vườn ươm lan trên địa bàn. 4 đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Trung, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Trần Quốc Phong, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Nguyễn Văn Hoàng, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu và Nguyễn Hoài Ngọc, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. Theo tài liệu điều tra, vào khoảng trưa ngày 12 tháng 6, Công an quận Cẩm Lệ nhận được tin báo về việc một chủ vườn lan ở phường Hòa Xuân bị trộm, đột nhập, lấy đi 2 chậu lan trị giá gần 1 tỷ đồng, nên triển khai lực lượng nhanh chóng vào cuộc. Qua hơn 4 ngày tích cực điều tra, Công an quận Cẩm Lệ đã xác định được Trung cùng với Phong, Hoàng, Ngọc là thủ phạm gây ra vụ trộm đột nhập trên. Cả nhóm lợi dụng khi chủ vườn lan đi vắng, dùng xà beng cậy khóa cửa và đột nhập trộm cắp 2 chậu lan, lên xe tải tẩu thoát. Không lâu sau, cả nhóm bị phát hiện bắt giữ cùng vật chứng. Hiện Công an quận Cẩm Lệ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.